Bạn Bùi Xuân Mai bị sẩy 2 lần đều dưới 10 tuần, đi xét nghiệm tổng thể bác sĩ cho kết quả rối loạn chuyển hóa axit folic sang folate và bị tăng đông máu. Cái này có nghiêm trọng lắm không? Thực tế ra thì cái trường hợp này của bạn, nếu như mà với độ khoảng 3 năm trước thì nó rất là rầm rộ, để mọi người ai cũng ui đi tìm cái này, nguyên nhân này rất nhiều, nhưng mà thực tế ra cái này phải đến tầm khoảng 20 đến 30% dân số Việt Nam có những cái rối loạn như thế này. Nhưng mà không phải ai cũng bị sảy thai thay lưu nhiều lần, đúng không nào? Còn tất nhiên thì cái câu chuyện về sau nữa thì cũng rất là khó nói, cũng là rất rất nhiều vấn đề để mà nói. Nhưng mà vấn đề ở đây là vậy thì bây giờ, ví dụ như bây giờ bạn bị cái rối loạn chuyển hóa như vậy rồi, vậy thì chúng ta làm cái vấn đề gì đó, chúng ta bổ sung những cái sản phẩm về sau của axit folic là folate luôn hoặc quadrifolate luôn, chúng ta không bổ sung axit folic nữa, thế là xong, giải quyết được vấn đề về rối loạn. Còn bị tăng đông máu gì, về tăng đông máu thì sẽ cần phải xem là cái mức độ mà rối loạn về đông máu đấy của bạn đã cần thiết phải sử dụng thuốc chống đông hay chưa, cần thiết phải tiêm hay không, uống là được hay phải tiêm, đúng nào? Vậy thôi, rất là đơn giản để xử lý. Vậy thì cái này có nghiêm trọng hay không? Rất nghiêm trọng, dẫn đến sảy thai thai lưu là nghiêm trọng rồi, nhưng có thể gọi là giảm thiểu tác hại được không? Thì có thể giảm giảm được bằng cách giống như mình vừa bảo, nó rối loạn chuyển hóa gì, dùng luôn cái sản phẩm về sau, chả phải liên quan đến chuyển hóa nữa. Còn nếu như mà tăng đông máu gì, kiểm tra làm xét nghiệm DDM, xem chỉ số DDM là bao nhiêu, đã đến mức phải tiêm Lovelock chưa hay là sử dụng aspirin là được. Vậy thôi, đơn giản. Mình đã có những cái bệnh nhân ngày trước, mình có những bệnh nhân lần đầu tiên mang thai đến với mình cho tiêm Lovelock, mình tiêm đến tận 32 tuần, ngày nào cũng tiêm một mũi luôn. Ok, sau này đẻ con ra bình thường, lần thứ hai bạn ấy mang bầu, bạn ấy lên, mình cho làm lại xét nghiệm để kiểm tra. Mình tự tin nói với bạn ấy luôn là em không cần phải dùng một ống thuốc tiêm nào cả. Em chỉ, anh bảo làm gì em làm đấy. Và bây giờ, hôm qua vừa gửi cho mình tin nhắn, hôm nay 37 tuần 2 ngày rồi, em vừa đi siêu âm ở quê. Mình với bệnh nhân của mình thì mình không bắt là không mình không bao giờ bảo là em phải lên đây anh kiểm tra lại, không có đâu. Với những mốc quan trọng em có thể lên trên này kiểm tra cho yên tâm, còn với những mốc bình thường em hoàn toàn có thể kiểm tra ở quê, đỡ phải đi lại. Và hôm qua bạn ấy báo là bạn 32 tuần đi kiểm tra ở quê, 32 tuần 2 ngày rồi, à 37 tuần 2 ngày rồi. Bạn cũng vừa trước khi mình livestream bạn cũng vừa gọi điện lên, bạn bảo là em cố gắng qua tháng 7 âm này em đẻ, thì có gì anh em lên trên đấy, em tập 2 này em lại đẻ ở trên bệnh viện phụ sản Hà Nội chỗ anh thôi. Thì khi em chọn ngày chọn giờ em lên đẻ thì em báo anh. Ok, chả vấn đề gì cả, bạn chả phải tiêm một mũi nào, trong khi bé đầu tiên bạn tiêm đến tím cả bụng, choét cả bụng luôn. Bạn thứ hai này thì cực kỳ nhẹ nhàng. Cho nên là về cái vấn đề này thì giống như em vừa bảo đấy, khó thì cũng rất là khó, nghiêm trọng cũng rất là nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta giải quyết được, tăng được khả năng con sống thôi nhé, chứ không phải là chắc chắn. Đây phải nói luôn là tăng khả năng thôi chứ không phải chắc chắn nhé.